chiêu chiêu. Thật ngon lành luôn. Kém hơn mình lắm anh. Ôi da nóng trời nóng. Lưới này nha cả nhà. Bây giờ cần sự quyên góp hỗ trợ của nhà nha. Lưới quá trời rồi. Ê chi bự, ôi cái chi bự, cái chi bự. Hết sức. Chi bự. Cái gì? Cái chê đúng không? Cái gô hả? Thì chào quá. Hai đường đó. Yeah. Cái chê cái lóc rồi. Cái gô. Ngon hả con? Tươi cả nhà. Con này mời nấu canh chua to đùng luôn. Cái này chừng 20 con đem kho tiêu ăn ngon lắm đó nha cả nhà. Đây nè. Ui da. To ú nu luôn. Trứng không cả nhà ơi. Tí nữa Hưng sẽ ra đồng thăm lưới nha cả nhà. 12 giờ mới đi thăm. Ở nhà đi ra ruộng gỡ cá với Hưng nha. Gỡ hàng lắm. Tôi vui rồi. Dạ. Anh cũng vui. Còn thế qua đây ngồi đó. Để qua. Đi gỡ cá đêm khuya. Đi mà lọt cái cống rồi đêm khuya. Tao đi lên được. Bóng bóng nó sáng ghê lắm. Để. Nhà bỏ sắm cây lồng không biết. Hơi tối cả nhà ơi. Nhà bỏ phim là xài cái này nè. Cái đó có buồn được không? Có buồn cài được không? Có dịnh mới được hả? Ừ. Không, hàng từ nào giờ chưa thấy con cua, cho nên gặp nó hơi sợ. Ờ, nó kẹp ghê quá. Mẹ nó kẹp mẹ thay thải con cua. Con nào chế nữa. Chế nữa. Bà con ơi, ở dưới ruộng mà dính cua biển. Ở Tiền Giang dính cua Cà Mau. Mỹ Hảo nhà còn nhiều không? Nó thấp chứ quá rồi.
bỏ gòi xong. Đây cái dãnh cà bá luôn, mày dinh cà bá luôn. Cái mày dinh. Thăm rồi. Mấy con à. Tẩy ướt điện thoại thì sao? Tẩy ướt điện thoại thì sao? Chồng được không em gả cho. Đây được 200 gì ạ? Ướt nhẹp hết trơn rồi. Ừ, thôi em nè. Ừ, đang ngồi đúng rồi, ngồi ở trên đi đừng có lội nữa. Để lội dưới là ấy, mình lội theo mình coi thôi. Hỏi thăm. Có ông nào kêu thăm lưới giùm không? Có cá không? Ôi, ông có con cá của nhà má luôn. Rồi lội quá rồi đó, hồi tưới nó cuốn luôn quá. Mở nước nó có lên chát cơ kìa. Hết chưa? Hết tay lưới chưa? Có cái xào á. Cái xào nó chổi. Lấy leo cái lá leo ngồi, lấy cái lá leo ngồi lấy một chùa thôi. Còn mấy tay nữa mà. Có cá lóc. Sáng là bộ đi cứu. Chứ nước nó cạn hết rồi. Đây là thành quả nha cả nhà ơi. Được cỡ 3 kg cá nha cả nhà, cá lóc, cá chê, cá rô, cá mì dinh, với hồi chiều cũng được có 4-5 kg nữa nha cả nhà. Cái này về cái mì dinh này mình chiên, tí nữa bắt mấy cá chê mình nướng, nướng của bánh tráng. Ê, dở cái bữa ẩm mình hết ra cái chắn đầu. Cái miền này là ngon lắm nè. Bữa còn nước. Mày mái bị hụt chân dịch của em nội á. Hụt chân dịch. Không á, mái bị bể, bể, ba, ba. Ở kia đừng lướt kìa, ra đừng lướt. Đó, đó, đó. Mái hụt chân dịch nè. Đu, anh nó đưa chân dịch dài lắm, dài xuống rồi kìa. Lắp dài xuống nãy giờ mà, tôi lấy hai. Yếu mà đi tới đâu ta theo tới đó. Gô phi hả? Ờ, thắng. Ờ, cái gô phi già bá luôn. Xin lỗi nha cả nhà. 8 ngựa nãy giờ xì hơi luôn á. Cây đâu đây cây châu. Gô phi là lấy gì đó, tao làm là món cá nhảy hả thằng? Ẩm thực Tây Bắc hả? Bị ướt. Trời trời, cái câu đố đó đố hoài mà không biết sao được. Cá lóc. Cái gì? Cá biết đâu. Cái gì? Cá lóc. Cái mì dính. Cá cóc. Cá cóc. Cá. Em
Rồi xong mất tiêu cắt ốc luôn. Gớt luôn rồi. Nãy giờ gớt 4 đồng cồn bao nhiêu? Không cao giống trước rồi. Đó, giống như một đống luôn kìa. Uy tín như lắm. Chắc chắn uy tín không? Uy tín lắm. Coi chừng gách lưới nha. Kìa gớt nữa vậy nè. Gách hết rồi. Cá lóc. Cá lồng gồng. Ê, nhớ chia nha. Cái máy này mạnh. Cái máy này mấy ngựa. Vô rồi. Lên bờ móng rồi. Rồi lên bờ luôn rồi. Lội nước. Bây yếu sợ này tám ngựa hay không? Ơi. Cái chi bự. Quá thế cái chi nè. Dữ lắm cái chi nè. Ơi. Em làm cắt không đó là bỏ rồi đó. Còn anh đừng bẻ anh thả vô bóp chú nữa. Chơi gì vậy chơi. Cái này nó chích chích một cái là đi nhập viện luôn á chứ không phải giỡn đâu. Có lỡ có sâu bị chết á, bẻ cái bụng ngót cái nắp vô. Nhức lắm nhức á. Ba máy có 5 thằng này. Làm sao làm? Ba máy đồng người. Nè xuống nó đẩy nè. Chống. Rồi cái máy 8 ngựa qua đây đẩy phụ cái này 8 ngựa. Thôi từ. Kìa gỡ không á, em. Con máy 8 ngựa gỡ rồi mày đưa. Cái chừng gớt nha. Chút ngon lành luôn. Già nóng trời nóng. Lưới này nha cả nhà. Bây giờ cần sự quyên góp hỗ trợ của nhà nha. Lưới quá trời rồi. Vậy em kêu gọi tay lưới à chứ em không kêu gọi quỹ từ thiện nha. Trong cái lái ép vô. Lên. Không có cái đi dịnh dịnh đó. Ơi. Chụp ớt nè. Lên tới nhà còn chụp ớt nữa. Lấy cái thùng ra. Hai đâu hả? Sao tiêu có tiêu lắm. Chào. Giờ anh hả? Giờ nó ngứa lành ngứa. Ê
em bây giờ mới khai thiệt rồi nha. Bữa em đội vậy bên ông một hạch luôn. Đi em về em bị sổ đùi luôn. Này gì vậy? Cái giò anh với điều á. Thì ăn cháo hay là ăn cá chiên? Để đi đất làm gáo hết nè.